bây giờ chúng ta đi về thôi. Phần cơm lúc nãy thì em đùm về để trưa ăn. Phần cơm nó có giá 60.000, bánh canh cua 40.000, 50.000, gỏi cuốn 40.000. Tại vì phần cơm nhiều quá thôi, chứ ăn cũng được. Nị đang sách toàn trang toàn tan. Nị ra đây là cửa Bắc rồi. Nhà cửa chính đây. Cũng là ra hả? Cũng là ra mà vô chợ Bến Thành không nữa. Hôm nay đồ tươi. Trái bự không ạ? Tình bạn ước 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 và bảo thức bỏ nhà đi nghe một cái bỏ phải cái mạng em. Rồi ba ơi, nó vô sớm lắm bà. Đi thẳng hướng này mình sẽ ra cửa Nam. Nè, đường này ra cửa Đông nè, cửa Tây nè. Cửa chính kìa. Cửa chính là cửa gì nữa? Thì bên tay trái. Nó bên tay trái nè, đi qua. Coi cái sẵn mình xem cái sạp đồ cưới của bà con của các anh chị còn không ha. Liên Xuân hay gì? Nè. Nhà liên gì em quên rồi. Chắc đó quá. Có comment của cô chú anh chị đó là có người quen năm xưa bán đồ cưới ở cái cổng Nam. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi xem coi còn hay không nha. Sẵn đi dưới đây rồi thì mình khám phá một vòng. Đây shop đồng hồ Thanh Phương, cũng rất là lớn ạ. Chúng ta không thấy cái shop đồ cưới. Mỗi lần em nhìn nó không quay hết vậy. Đờ cổ. Còn không thấy cái shop đồ cưới ta. Không nên gì hết rồi. Chắc cái shop đó dẹp hay là đổi tên. Đây là một nam thanh niên khoảng 25 tuổi.
nó tiêu chợ đêm khác rồi tiêu quê đi. Ủa vậy hả? Mua gì không anh ơi? Không. Hả? Cho ngửa đây dẫu. Đưa cái túi gì mua chẳng. Giờ là bên miếng này. Giờ là bên miếng này của mình. À, ta là bà cầu đi rồi này. Bà cầu đi rồi này. 里面他们又短时间。 Không tới đây là nghe cái mùi Mustafa. Tổng 10 trên 10 lon. Hồng Quân. Em mua gì em? Hỏi cho em. Cho mình lấy cái da chắc mắc quá cho nên thôi luôn. Rồi mình đi một vòng rồi đó. Vẫn chưa thấy cái shop bán đồ cưới. Nếu anh chị bạn có nếu anh chị có xem cái video này thì cho em xin cái comment nha. Tại vì em không thấy cái shop đó. Có chữ Liên mà em không nhớ là Liên gì. Cái này đâu á? Tiền cái gửi xe rửa tay đi qua. Em hỏi anh chỗ này phải không anh ơi? Từ từ này đi mà. Anh vô anh kiếm cái sạp kia mà. Bên đây cũng không thấy, cổng này cũng không thấy luôn. Ở trong đây bà con bán rất là lâu năm. Cái lò giáp bò. Cái lò giáp bò. Cái nào kia? À, chúng ta đi qua cái khu ăn uống này nữa nè. À, khu này bán cơm trưa. Rồi mình đi lại cái cửa này coi có hay không nữa ha.
thấy cái sạp Liên Xuân. Rồi bây giờ chắc chúng ta phải đi về thôi. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Một số hình ảnh ở khu chợ Bến Thành và hành trình đi tìm cái sạp Liên Xuân để gửi đến cô chú anh chị. Chúng ta xem để không biết đâu mình có gặp người quen hay là người thân bán trong cái chợ này. Nếu các anh chị các bạn có xem cái video thì cho em xin cái comment nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị đã các bạn đã quan tâm theo dõi. Rồi qua lấy xe thôi. Nếu mà chúng ta đi xe hơi thì mình gửi ở cái đường này. Còn xe máy thì phía sau xe hơi. Ở ngay chú Cao Bồi. Một chiếc xe máy là 10.000. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.